chuyến du lịch đau thương của 50 người dân Bắc Giang. Ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 14 người là hành khách trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Trong số này có một người bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch, là hành khách Nguyễn Văn Tự bị chấn thương đốt sống cổ. Ngoài ra, một số hành khách bị chấn thương sọ não, đa chấn thương ở đầu, tay, chân, ngực, bụng. Hiện chúng tôi vẫn đang thăm khám, chụp chiếu cho các bệnh nhân để cấp cứu, điều trị cho họ. Một số bệnh nhân nặng sẽ được chuyển lên khoa cấp cứu nặng hơn để tiếp tục điều trị vết thương, ông Long nói. Nằm trên giường bệnh chờ bác sĩ băng bó vết thương, anh Nguyễn Đăng Thao, SN 1994, trú xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, kể lại, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày mùng 5 tháng 7, anh cùng mẹ và 48 người khác thuê xe vào Nghệ An để đi du lịch. Đoàn du lịch này chủ yếu là người quen biết nhau, một số là người thân trong gia đình và có cả trẻ em đi cùng. Lúc gặp nạn khoảng 5 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 7, hầu hết các hành khách đang ngủ. Tôi và mẹ đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng đâm sầm rất lớn. Tôi mở mắt dậy thì thấy chân tê cứng, đau. Nhìn xuống thì thấy chân bị kẹt. Nhìn sang xung quanh thấy người la liệt nằm, nhiều người la hét hoảng loạn. Anh Thao nhớ lại. Sau ít phút định thần, anh Thao cố gắng tự gỡ chân ra nhưng không được. Một số người bị thương nhẹ và người dân địa phương sống gần hiện trường đã giải cứu những người bị thương đưa vào bệnh viện. Một số người trong đoàn cho biết, thời điểm gặp nạn, xe khách tránh một chiếc xe con 4 chỗ và đâm vào đuôi xe container đỗ bên đường. Chúng tôi tính đi du lịch khoảng 2 ngày rồi về lại quê nhưng giờ thì phải ở lại đây nằm viện rồi. Họ nói chân tôi bị thương ở xương, phải bó lại và nằm viện mấy ngày, anh Thao chia sẻ thêm. Ngồi trên giường bệnh chờ bác sĩ xử lý vết thương, hành khách Nhâm, 42 tuổi, trú tại Việt Yên, Bắc Giang, buồn bã cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang mơ màng ngủ nên không biết diễn biến vụ việc. Chỉ đến khi nghe tiếng rầm rất lớn, anh Nhâm tỉnh dậy đã thấy nhiều người quanh mình la hét, hoảng loạn. Anh Nhâm nhìn xuống chân thì mới biết mình bị thương nặng ở chân. Trên xe có nhiều trẻ em đi du lịch cùng bố mẹ. Cũng may các em nhỏ không ai bị thương nặng, anh Nhâm chia sẻ thêm. Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 7, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 29B-19103, chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông hướng Hà Nội Vinh. Khi đến địa điểm huyện Diễn Châu, Nghệ An, thì bất ngờ tông vào đuôi chiếc xe container kéo theo dơ móc đang dừng đỗ bên đường. Cú đâm mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn, nhiều người trên xe hoảng loạn, la hét. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên chiếc xe khách chở đoàn 50 người từ Bắc Giang vào Nghệ An thăm quê bác và du lịch Cửa Lò. Sau khi xảy ra vụ việc, Phòng khám đa khoa 115 Phú Hậu, đóng tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Nghệ An huy động xe cứu thương và nhân viên y tế đến hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguyễn Duy, Nguyễn Tú. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.